Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cắt cốc thái các bạn ơi. Mình xin báo giá cốc thái cho các bạn nắm nha. Thì theo tình hình hiện tại các bạn, giá cốc thái thì có sự biến đổi nha các bạn. Thì giá cốc thái cũng tạm ổn các bạn ơi. Thì mình hôm nay mình cắt miếng cốc thái này là miếng cốc tơ các bạn. Còn cốc của mình được 2 năm tuổi thì ở trên cái khuôn trên các bạn ơi. Còn này là mình trồng sen canh với mít. Còn cái khuôn lớn mình thì mình trồng sen canh với xài Đài Loan nha các bạn. Thôi. Thì hôm nay mình tiếp tục các cốc thái đó, rồi mình báo giá cho các bạn đúng để các bạn tiện theo dõi nha, để các bạn mua bán. Thì nói về vấn đề cốc thái thì cốc thái là trồng sen các bạn, trồng sen canh đó rồi bỏ đại đó, chủ yếu là tưới nước thôi. Mình tưới nước cho mít cho xoài đó thì mình tưới cho nó thôi chứ mình cũng không có phun thuốc mà mình cũng không có bón phân nữa các bạn. Thì trồng bỏ đại đó lấy ngắn nuôi ngày dài các bạn ơi. Cũng không có tốn công chăm sóc phun tứ phun xịt gì hết các bạn. Trồng bỏ đại đó thì lây lắc ngày qua ngày thì trái nó lớn thì mình chỉ thu hoạch thôi. Các bạn xem nè. Những chùm cốc các bạn thấy không? Rất là sai luôn, 1 ký 1 ký ngoài luôn các bạn ơi. Các bạn quan sát thấy nè, cốc mình là hoàn toàn không có phun thuốc nha các bạn, tại vì mình trồng chủ yếu là sen canh thôi, rồi có nhiều ăn nhiều, mình không có chăm sóc các bạn ơi. Nếu mà giá cốc này mà mình chăm sóc thì mình lỗ các bạn ơi. Thì mình chỉ tưới nước cầm chừng nó thôi. Còn thời gian nhỏ thì mình mới trồng cây giống đó, thì mình tưới phân 1-2 cử các bạn cho nó bắt phân. Báo giá cho các bạn nha, các bạn cũng thông cảm nha. Mình làm video báo giá thì các bạn cũng cho mình quay đôi 3 phút nha các bạn. Rồi các bạn ơi, thì một thời gian thì hai chồng mình đã cắt xong các bạn. Hiện giờ đang lật ra các bạn ơi, lật ra cái mình vô vỏ vô bao cái mình chở lên dừa các bạn ơi. Để lên dừa căng. Thì hôm nay mình cắt khoảng 300-400 gì các bạn ơi. Thì 300-400 nhiều thì mình điện xe trên dừa nó cho xe xuống cái nó chở lên nó căng. Thì các bạn cũng biết đó, cốc này thì mình trồng sen canh đó, nên mình không có chăm sóc phân phấn gì cho các bạn ơi. Giờ nhà cốc mình nó cũng không có được đẹp hung nữa. Thì nó như vậy đó là nó giá nó là cũng cao, là nó nằm ở loại cốc đẹp rồi đó các bạn. Chứ trừ khi cốc mình bị da cám da cây đó, thì cốc nó mới rẻ các bạn ơi, nó rẻ hơn. Còn mà cốc mình lem lem đen rồi nó đúc đỉnh gì đó, nhưng da ếch đó thì nó chuyện đó bình thường các bạn. Trừ khi bị da cám da cây đó, thì dừa nó mới mua rẻ. Rồi mình xin báo giá cốc cho các bạn nắm luôn nha, để các bạn biết mà theo dõi để mua bán. Thì hiện tại thì cốc nó cũng ăn lợi cũng khá khá mạnh nha các bạn. Thì đối với tất cả loại trái cây khác thì xoài đồ thì nó không có giá các bạn ơi.
Nhưng mà riêng mít thì nó có giá, mít sầu riêng đồ thị trường Trung Quốc nó ăn giá, còn xoài thì nó rẻ. Mà giá cóc hôm nay thì vừa nó báo là nó nói ăn là cũng khá khá thôi, chứ nó cũng không có mạnh gì mấy, mà nó cũng đỡ hơn 1-2 tháng trước nha các bạn. Dựa báo mình giá cóc hôm nay đó, như cóc hiện tại mình các bạn đang thấy đó, thì nó có da ếch đó, da ếch đốm đen rồi chút đỉnh đó, không có da cám da cây, thì giá 4k các bạn ơi. Còn nếu mà da cám da cây đó, thì giá 2k nha các bạn. Thì mình nói rõ cho các bạn nắm để các bạn có trồng cóc các bạn tiện theo dõi mà biết để mua bán nha các bạn. Cái đó là giá cóc đó là vừa nó cho xe là ở nhà mình nó chở nha các bạn, là giá 4k nha. Còn mình di chuyển lên tặng vừa thì giá 5k các bạn ơi. Thì các bạn thấy cốc trước mắt các bạn đó, thì cốc đó là hiện tại đó là xe nó xuống nó lấy đó là giá 4k rồi các bạn. Còn mình có phương tiện mình chở lên vừa thì 5k các bạn ơi. Mình hôm nay mình cắt cóc và mình báo giá để cho các bạn nào, các nhà vườn nào có trồng cóc mà tiện theo dõi mua bán nha. Các bạn thấy video mình hữu ích thì đối với các bạn đừng tiếc like, chia sẻ để mình có động lực làm những video để cập nhật giá cho các bạn nắm nha. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn.